Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi trưa ngày 8 tháng 1 năm 2023. Và bây giờ là 12 giờ 30 phút. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn được nhiều niềm vui, bình an, an lành và có một năm mới thật thành công, gặp nhiều may mắn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình tiến độ mới nhất của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đặc biệt là tại công trường Quách Thị Trang, cũng như là tình hình của một vài tuyến phố trung tâm Sài Gòn. Chúng ta còn khoảng chưa đầy 2 tuần nữa sẽ bắt đầu đón Tết Quý Mão năm 2023. Và trong thời điểm này, Sài Gòn nói riêng cũng như cả nước nói chung đang tất bật hối hả với công việc bận rộn trong công tác chuẩn bị việc đón xuân. Đối với người Việt Nam, luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và thiêng liêng vô cùng khi mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị chào đón một năm mới. Năm mới luôn luôn mang đến cho chúng ta những niềm vui và mọi người đều hy vọng có một thành công mới trong năm 2023. Hiện tại thì phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là công trường Quách Thị Trang. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta là giếng trời của nhà ga trung tâm. Vẫn đang có những tấm tôn dăng ở phía ngoài. Công trình vẫn đang tiếp tục làm. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy có phân làn giao thông, có vạch kẻ đường. Bởi vì cũng đã hơn 3 tuần, Tường Vũ Channel chưa cập nhật tình hình tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để gửi đến cho quý vị và các bạn. Bên phía tay phải màn hình của chúng ta, One Central Sài Gòn cũng đang nằm bất động, chưa có dấu hiệu gì hết. Hy vọng bước sang năm mới 2023 thì sẽ có một tiến độ mới về cái việc mà khởi công lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển một vài tuyến đường trung tâm để xem thử không khí chuẩn bị đón xuân của người Sài Gòn như thế nào. Tường Vũ Channel cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn hình ảnh phố xá trung tâm Sài Gòn, đặc biệt là gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn bên nước ngoài năm nay chưa có thuận lợi để mà về đón Tết với người thân tại Việt Nam. Lâu lắm rồi hôm nay mình mới cập nhật lại tình hình tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đó cô chú anh chị và các bạn. Phía trước chợ Bến Thành, chúng ta thấy có nhiều điều khác biệt. Ở đây đã phân luồng giao thông. Phân luồng giao thông lại cơ bản thôi các bạn, để chuẩn bị chào đón năm mới 2023. Phía trước cổng chợ Bến Thành thì mọi người đang hối hả tung tăng chụp ảnh vui sưng. Phía bên tay trái, tay phải cũng vậy các bạn. Hôm nay ngày Chủ nhật, không khí thời tiết Sài Gòn rất thuận lợi cho chúng ta đi ngắm phố xá trung tâm các bạn. Tòa nhà phía trước màn hình của chúng ta là xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực 3 của chú anh chị và các bạn ha. Mùa xuân sắp đến, ai có quê hương, ai có quê nhà, có gia đình thì đều cố gắng thu xếp để mà về cùng chung vui họp mặt Tết đoàn viên. Ở đây thì công trường Quách Thị Trang cũng đã bắt đầu cơ bản phân luồng giao thông tạm thời để đón Tết. Du khách quốc tế, khách trong nước cũng đang đổ về chợ Bến Thành, chợ Sài Gòn để chiêm ngưỡng nhiều mặt hàng Tết ở bên trong rất đẹp. Một vài ngày nữa, Tường Vũ Channel sẽ cập nhật toàn cảnh tình hình buôn bán Tết, những mặt hàng ở trong chợ Bến Thành
để chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn bên nước ngoài có điều kiện cập nhật tình hình mới nhất vào những ngày cuối năm. Ngày hôm nay chúng ta thấy có sự khác biệt ở tại công trường Quách Thị Trang. Có lẽ những cô chú anh chị và các bạn thường xuyên theo dõi tình hình của tiến độ metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đều biết rằng dự án này đang kéo dài rất là lâu và hiện nay cũng chưa thấy có một thời gian ấn định nào tuyệt đối về cái việc mà vận hành toàn tuyến. Theo dự kiến thì đầu năm 2024, nhưng mà hy vọng là như thế các bạn. Ở đây có lắp đặt thêm những cái trụ đèn lớn nữa các bạn ha. Rồi kẻ vạch đi bộ cho người đi bộ ở phía bên trong công trường Quách Thị Trang. Phố xá trung tâm luôn luôn tất bật nhộn nhịp. Phía trước chợ Bến Thành thì luôn luôn là điểm chụp hình check-in tuyệt vời cho khách quốc tế cũng như là khách trong nước các bạn. Mình sẽ cập nhật đây một vài phút thôi, rồi chúng ta sẽ di chuyển về bên khu vực phố Nguyễn Huệ để xem thử tình hình chuẩn bị Tết ra sao. Trong video buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel cập nhật toàn cảnh của trung tâm Sài Gòn. Rất mong nhận được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta thấy có nhiều du khách mặc áo dài đỏ, dài vàng, bông hoa mai để mà check-in ở phía trước cổng chợ Bến Thành. Tuy nhiên chúng ta cũng hết sức cảnh giác, bởi vì chụp hình ở tại các con phố ở đây nguy hiểm, bởi vì dễ bị trộm giật điện thoại các bạn, giật túi sách. Chợ Bến Thành có hai cây mai vàng ở phía trước rất là lớn các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy quang cảnh ở công trường Quách Thị Trang dần dần cũng đã bắt đầu phân luồng và cho lưu thông, chắc chắn trong một vài ngày nữa thôi. Đây là phía trước cổng chợ Bến Thành. Mình cập nhật một vài hình ảnh tại đây rồi sau đó chúng ta sẽ đi về bên trung tâm nha. Đây là cửa Tây của chợ Bến Thành các bạn. Mai vàng khoe sắc rực rỡ ở đây để chào đón du khách, chào đón mùa xuân. Phía bên trong chợ Bến Thành thì luôn luôn đón nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là người châu Á, người Tây Âu. Và có nhiều
du khách trong nước họ cũng đến đây để mà vui chơi, tham quan, mua sắm ở tại chợ Bến Thành. Ngày nay chủ yếu người ta đến để chụp hình check in. Bên trong thì chợ Bến Thành các tiểu thương cũng đang bắt đầu bán mứt rồi kẹo bánh để cho mọi người tham quan, cũng như là chuẩn bị đón xuân 2023. Hiện thì chúng ta đang có mặt ở trên đường Phan Chu Trinh nha các bạn. Xe hơi, xe máy gửi ở tại đường Phan Chu Trinh. Và phía bên tay phải thì như chúng ta cũng biết, hai trung tâm thu đổi ngoại tệ lớn ở tại Bến Thành, chợ Bến Thành. Mà thấy không? Hai trung tâm thu đổi ngoại tệ tại chợ Bến Thành các bạn, Mai Vân và Hà Tâm. Đây là một trong những hai địa điểm thu đổi ngoại tệ lớn nhất ở tại trung tâm chợ Bến Thành. Ngày nào cũng có rất đông bà con đến đây để đổi đô la, đổi các đồng tiền, chẳng hạn đồng euro, đồng đô Canada, đồng đô Singapore, đồng đô la Mỹ. Rất đông. Càng về cuối năm thì mọi người đến đây đổi ngoại tệ càng đông các bạn. Phía đây là cửa tây của chợ Bến Thành. Mai vàng khoe sắc ở trước cửa tây chợ Bến Thành. Du khách phía bên trong rất là đông ha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển lên đại lộ Lê Lợi cũng như là phố Nguyễn Huệ nha các bạn. Du khách quốc tế. Thật sự mà nói thì chợ Bến Thành luôn luôn là điểm đến yêu thích của người nước ngoài. Đây đặt hai cây mai giả phía trước này, nhìn cũng rất là đẹp. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên đại lộ Lê Lợi các bạn. Mình sẽ đi qua đại lộ Lê Lợi để cập nhật một vài hình ảnh ở đây để chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Sắp diễn ra hội hoa xuân. Phía bên tay trái bên trong thì các bạn trẻ đang bắt đầu đến đây để vui chơi, chụp ảnh, cũng như là các chương trình diễn ra vào cuối của năm 2022 âm lịch và năm 2023 sắp tới đây. Thì ở đây mình để cập nhật một số hình ảnh ở tại các cái con đường này để gửi đến cho quý vị và các bạn xem. Các sân khấu ở phía bên trong đại lộ Lê Lợi cũng đang bắt đầu tiến hành để mà làm
trình lễ hội vào cuối năm nay sẽ có rất nhiều. Hy vọng với những hình ảnh mang đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn được thấy tình hình phố xá trung tâm chuẩn bị những ngày cuối của năm 2022 âm lịch sẽ rộn ràng như thế nào ha. Nhìn chung một số mặt bằng trên đại lộ Lê Lợi này vẫn đang còn treo cái bảng cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà nguyên căn. Tuy nhiên thì không phải dễ dàng để mà cho thuê được mặt bằng ở đây, bởi vì giá cho thuê mặt bằng ở trên đại lộ Lê Lợi này là một trong những mặt bằng lớn ở tại trung tâm. Phía trước màn hình của chúng ta là trung tâm thương mại Takashimaya Sài Gòn Center, thu hút nhiều bạn trẻ đến đây vào những ngày cuối tuần, cho nên tại giao lộ này luôn luôn gây tắc nghẽn giao thông cục bộ trong một vài phút, bởi vì lượng xe ra vào rất đông chắn ngang ngã tư này gây cản trở giao thông. Tại chúng ta đang di chuyển theo tuyến đại lộ Lê Lợi các bạn. Mình sẽ đi về thẳng trên đường Nguyễn Huệ, hay còn gọi là phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn ha. Phải nói là trung tâm Sài Gòn khoe sắc xuân đây, lộ rõ mùa xuân. Nào, mai vàng khoe sắc Sài Gòn Center Takashimaya. Ở đây có nhiều màn hình lớn để mà trực tiếp các trận đấu ủng hộ đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup. Hy vọng với cái video clip buổi trưa cập nhật toàn cảnh phố xá trung tâm sẽ mang đến cho cô chú anh chị và các bạn thấy được cái không gian, sự chuẩn bị đón xuân rộn ràng như thế nào. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng ta đang di chuyển trên đại lộ Nguyễn Huệ, hay còn gọi là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chắc hẳn nhiều cô chú anh chị và các bạn cảm thấy nhớ nhung Sài Gòn một thời, do bởi lẽ trước đây nhiều cô chú anh chị và các bạn từng sống tại Sài Gòn vào những thập niên 80. Phía bên trong phố đi bộ Nguyễn Huệ đang bắt đầu làm vườn hoa Tết. Năm nay vườn hoa Tết do Sài Gòn Tourist đảm nhận như mọi năm chắc chắn sẽ mang đến cho người dân Sài Gòn những cái tiểu cảnh đẹp và thú vị, hấp dẫn, thể hiện rõ nét xuân Quý Mão năm 2023. Đây các bạn, tiểu cảnh phía bên trong là không? Bên trong đang làm các tiểu cảnh về hoa nè. Hai năm trước thì do ảnh hưởng phần nào đó của dịch bệnh Covid-19 cho nên tình hình chuẩn bị so với năm nay sẽ không bằng. Năm nay Sài Gòn sẽ phải nói là chơi lớn hơn luôn, chơi đẹp luôn.
Đây các bạn, đây là một số hình ảnh công tác chuẩn bị vườn hoa Nguyễn Huệ đón xuân Quý Mão năm 2023. Thật sự mà nói, thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội hay là thủ đô Hà Nội luôn luôn mang đến cho chúng ta cảm thấy lúc nào cũng vậy, một sự chuẩn bị rộn ràng, có thể nói là lớn nhất nước, bởi vì đây là hai thành phố lớn của cả nước. Thủ đô và Sài Gòn là trung tâm kinh tế trọng điểm của phía Nam. Các khung sắt rồi các tiểu cảnh được xây bằng gạch ở phía bên trong các bạn, năm nay làm kiên cố và đẹp lắm đó. Từ Vũ Channel cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã yêu mến ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc và có một mùa xuân vui tươi với người thân, bạn bè và gia đình. Hôm nay đã ngày 17, 18 âm lịch rồi. Chưa đầy 2 tuần nữa cô chú anh chị và các bạn. Lâu lắm rồi hôm nay mình mới cập nhật lại con phố trung tâm để thấy được sự chuẩn bị rộn ràng của mùa xuân ha. Ở phía trước màn hình của chúng ta là đài sen phun nước ngày nay. Ngày xưa là bùng binh bồn kèn, bùng binh cây liễu các bạn. Hoa xuân đã khoe sắc ở tại bùng binh cây liễu năm xưa. Mọi người đang tập trung đổ về đây để mà chụp hình vui xuân, đặc biệt là khách du lịch các bạn. Khách du lịch trong nước người ta cũng thích đến phố xá trung tâm Sài Gòn để mà vui chơi chụp ảnh lắm, đặc biệt là các cái khu, đặc biệt các con phố trung tâm như là Nguyễn Huệ, Lê Lợi các bạn ha. Tại phía trước màn hình của chúng ta là công viên nhỏ của nhà hát thành phố các bạn. Có nhiều du khách quốc tế người ta cũng đang đi bộ tham quan ở tại đây. Phía trước là Ủy ban thành phố, rồi khách sạn Red, đại lộ Lê Lợi, đài sen phun nước. Cập nhật một vài phút ở đây để gửi đến cho quý vị.
Hiện tại chúng ta đang có mặt ở trên đường Lê Thánh Tôn, và phía bên tay trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn là Ủy ban Nhân dân thành phố. Có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.